Phải tin tưởng đối với lão sư Một môn thâm nhập Trường kỳ huân tu Không ai không thành tựu Ở Đài Loan Một cái giáp này 60 năm trở lại đây Người niệm Phật Giảng sanh thành tựu Rất nhiều, rất nhiều Khi giảng sanh Tướng là hy hữu Bạn thấy Có không ít người Đứng mà đi Ở Đài Loan có đứng mà đi Phải là có hơn 40 năm rồi Phật Quang Sơn Khai Sơn đến nay là 44 năm Việc đó là 46 năm trước Trước Phật Quang Sơn 2 năm một vị lão cư sĩ của tưởng quân Hương Một lão thái thái Niệm Phật ba năm đứng mà ra đi Lần trước tôi đến Cao Hùng Hiệu trưởng Đại học Trung Sơn Mời tôi đến giảng kinh Tôi nhắc đến sự việc này khi tôi rời bục giảng, còn có mấy vị bạn học nói với tôi, họ nói, họ biết việc này, Việc này không phải là giả Chính ngay khu vực đó Niệm Phật đứng mà giảng sanh Chỉ ba năm Ngồi mà giảng sanh Biết trước giờ ra đi Rõ ràng tường tận Thông suốt thấu đáo Có chứng cứ rõ ràng Chúng ta không thể hoài nghi Nghe kinh nhiều ít Không hề gì có cơ hội nghe Nghe kinh có chỗ tốt Tốt ở chỗ nào vậy Giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính Kiên định lòng tin của chúng ta Kiên định nguyện vọng cầu sanh tịnh độ của chúng ta Ngay trong tu hành thường ngày Chính là một câu A-di-đà Phật Việc này nhất định phải ghi nhớ Phải nắm lấy thật chặt Cho dù trong lòng khởi lên bất cứ ý niệm gì Thiện niệm cũng tốt, ác niệm cũng tốt Chỉ cần có ý niệm khởi lên Cái ý niệm thứ hai chính là a di Đà Phật Không nên để giọng niệm nói tiếp a di Đà Phật là chánh niệm Để chánh niệm tiếp nối Không nên để giọng niệm tiếp nối Chúng ta liền thành công Ở trong thời đại này Nếu chúng ta muốn tâm khai ý giải Muốn thường sanh tâm hoan hỷ Phải tu pháp gì? Phải tu nhẫn nhục ba la mật Không luận người khác Dùng thái độ bất thiện thế nào đối với ta Điểm cười cho qua Quyết không để trong lòng Vậy thì đúng Để ở trong lòng Liền sẽ có quán hận Quán hận sẽ mang đến cho chính mình bệnh tật Vậy sai rồi Thật không đáng Gần đây Ở Trung Quốc Đại Lục Có lưu hữu sanh Thiện nhân Đại Lục gọi ông là thiện nhân Ông giảng về bệnh Có rất nhiều đĩa Lưu thông đến Đài Loan Chúng ta xem qua Giảng rất hay Ông giảng Bệnh tật của người thế gian Từ chỗ đâu mà ra Căn nguyên của bệnh tật Ông nói có năm loại Phiền Và... Não Oán Hận Khởi tức giận Bạn sẽ bị bệnh Các vị nghe qua rất có đạo lý cho nên nếu như chúng ta nói là Không phiền, không não, không oán, không hận Không khởi tức giận Ông nói sức khỏe thân thể của bạn Dĩ nhiên không thể bị bệnh Việc này chúng ta phải thường ghi nhớ Không luận gặp phải sự việc gì Đừng phiền não Phải giữ gìn tâm bình, khí hòa Tâm là định, nếu như cảnh giới hiện tiền Chính mình không thể khống chế được Phiền não tập khí rất nặng Không thể khống chế được Niệm a di Đà Phật Một câu a di Đà Phật Đem nó hóa giải hết Như vậy rất tốt Không nên muốn ở thế gian này Cái thế gian này quá khổ Sáu cõi luân hồi quá khổ Con người Phải có đại trí Có đại nguyện vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi không chỉ muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi vĩnh viễn thoát khỏi mười pháp giới vậy thì đúng chúng ta ở ngay trong một đời này chúng ta hy vọng muốn thành phật muốn thành bồ tát sau khi chính mình thành tựu thừa nguyện quay trở lại độ xanh đến phổ độ những chúng sanh khổ nạn thế giới ta bà này những năm gần đây tôi cũng gặp rất nhiều dùng lời của khoa học để nói là chúng sanh ở những tầng không gian khác trong nhà phật đích thực gặp được không ít những quỷ thần này Tôi đã từng hỏi họ Tôi nói Vì sao các vị lại đến tìm tôi Họ chỉ nói một câu Họ nói bởi vì Ngài tin tưởng Tôi tin tưởng có Cho nên họ đến tìm tôi Tại vì sao họ không đến tìm người khác Người khác họ không tin tưởng Tìm họ không ít gì Tìm họ thì sao Nói họ không tin không có duyên phận chúng ta tin tưởng những năm gần đây chúng ta ở trong cửa phật nghe những lão hòa thượng nói với chúng ta một số sự tích sự thật của việc giảng sanh lão hòa thượng đế nhàn còn có một đồ đệ tham thiền sau khi chết đi làm thổ địa Đây là đi vào trong cõi quỷ thần Ông thường hay dùng hai việc này Để làm thí dụ Tham thiền sau cùng đi làm thổ địa Người thợ giá nồi niệm a di đà Phật Ông đến thế giới Tây Phương cực lạc Để làm Phật Việc này đáng để chúng ta cảnh giác Đồ đệ tham thiền Cũng rất dụng công Rất có thiện căn. Thế nhưng ông là trung niên xuất gia Về trước ông đã kết hôn Có một cô con gái Vì sao bỏ nhà xuất gia Xuất gia người vợ không đồng ý Người vợ Nhảy xuống sông tự sát Ông tu hành không tệ Có thần hộ pháp Người vợ là quán thân trái chủ của ông Không tìm đến được Vì sao tuổi tác cao rồi Ở trong chùa có địa vị cao Ở trong chùa Kim Sơn làm hòa thượng thủ tòa Địa vị này cao Một cái chùa giống như một trường đại học Trụ trì là hiệu trưởng Thủ tòa hòa thượng là giáo dụ trưởng bạn liền biết được địa vị này rất cao địa vị vừa cao quy y cũng nhiều tính đồ nhiều rồi cúng dường cũng nhiều dần dần tập khí ngạo mạn liền sanh khởi tập khí ngạo mạn vừa sanh thân hộ pháp liền rời khỏi quá thân trái chủ của ông liền tìm đến là ai vậy chỉ là người vợ đã chết của ông bám lấy ông cứ là bảo ông đi nhảy xuống sông ông nhảy hai lần đều được người cứu lên ông cũng không hề biết gì không có người biết được sự việc này cho nên chùa kim sơn xem thấy vì sao thủ tọa hòa thượng cứ muốn nhảy xong tự sát liền đem sự việc này thông báo đế lão đế lão là lão sư phụ của ông đế lão liền đem ông về dẫn trở về chùa kim sơn dẫn đến ôn châu Vì sao thật ở ôn châu vẫn là nhảy xuống sông tự sát vớt tử thi của ông lên ở trong chùa làm Phật sự Siêu độ cho ông Chính vào lúc này Con gái của ông ấy đến Con gái này khóc thúc thích Đến xem Lão Hòa Thượng Lão Hòa Thượng nói Con đến có việc gì, gì không Cô nói tôi hôm qua ngủ thấy một giấc mộng Ngày hỏi con mộng thấy cái gì Cô nói mộng thấy cha và mẹ Của con làm ông thổ địa Hôm nay mới nhậm chức Lão Hòa Thượng Đế Nhạc lập tức nghĩ ra Ông nhảy xuống sông là vì người vợ trước đây của ông nhảy xuống sông chết Âm hồn người vợ của ông không siêu Truy đuổi theo ông Bắt ông đi theo Vừa nghĩ cha bên cạnh cũng vừa có một cái miếu thổ công nhỏ Mới làm xong Có thể chính là thổ địa công thổ địa bà Ở trong cái miếu đó Hai người họ đi đến nơi đó liền đến miếu thổ địa để làm siêu đồ khi siêu độ đế lão liền nói nếu ông đã làm thổ công rồi ông nên hiển linh cho chúng tôi xem để mọi người chúng tôi tin tưởng chính ngay ở phía trước trên bàn phật sự có một trận gió cuộn ở nơi đó có một trận gió cuộn nhỏ cuộn rất lâu ông ấy ở nơi đó hiển linh ngài thường dùng hai cái thí dụ này nêu lên Nói với mọi người Niệm Phật tốt Hơn nữa Cho dù bạn có chút danh tiếng Không thể có tâm ngạo mạn Vừa có tâm ngạo mạn Lập tức đọa lạc Thần hộ Pháp liền rời khỏi Thần hộ Pháp không có tình riêng Xem thấy bạn có đức hạnh Thì họ đến ủng hộ bạn đức hạnh của bạn vừa kém khuyết tâm ngạo mạn tâm đố nghị tâm tham sân si cái thứ này vừa khởi lên thì thần hộ mạng liền ra đi cái đạo lý này chúng ta phải biết được cố gắng nắm lấy cái duyên phận tốt như vậy trước mắt này đài loan không có bất cứ cấm kỵ gì tự do tín ngưỡng tôn giáo bạn bái thần bái tiên không có ai chướng ngại bạn chúng ta phải cung kính đối với tất cả thần tiên chúng ta phải khuyến đạo họ niệm phật cầu xin tình độ Mời họ làm hộ pháp cho nhà Phật Làm hộ pháp cho đạo tràng chúng ta Làm hộ pháp cho tự thân chúng ta Vậy thì tốt Chúng ta xem họ là đồng tu của chúng ta Là đồng học của chúng ta Chúng ta cùng nhau thành tựu Như vậy thì tốt Chúng ta xem tiếp Đại sư Cái thi văn chương này Đích thực là rất khó được Ngài giảng được kỹ đến như thế này Chúng ta xem tiếp đoạn sau nói Cụ ư nhất trần chi thượng Hà giả thì nhiễm Ở nhất trần Trong một hạt chi trần Cái gì là nhiễm? Dân hà danh tình Cái gì là tình Nhiễm tình một đôi Hà giả vi chân, hà giả sưng tục, hà giả danh sanh tử, hà giả danh niết bàn. Bạn xem đều là một đôi nhiễm tình, một đôi chân tục, một đôi sanh tử niết bàn. Ở trong một trận này, cái gì là sanh tử? Cái gì là niết bàn? Dân hà danh phiền não, dân hà danh bồ đề, dân hà danh tiểu thừa pháp, dân hà danh đại thừa pháp. Chính là ở trong nhất trần, trong một trần những thứ này Giảng nói thế nào vậy? Thỉnh thùy khai quyết văn sở dị văn Thỉnh là thỉnh cầu Thùy là trên đối dưới Thùy mẫn Thùy tư Khai là khai thị Quyết là làm quyết định cho ta